Xin chào anh em, mình là Thiện bên IT System. Hôm nay bên mình lắp đặt cho khách một bộ giá kệ trọng tải nặng. Hôm nay mình làm video để hướng dẫn các bạn cách lắp đặt. Đấy, sau khi hàng hóa được nhập về từ nhà máy thì bên mình tập kết tại vị trí chuẩn bị lắp giá. Vị trí lắp giá là vị trí bức vách sát tường. Đây là những thanh bem, ngoài cùng là những cột. Đầu tiên là các bạn phải bắt thanh cột trước. Chân đế này được bắt rời các bạn nhé. Bắt rời. Thanh ngang dưới cùng thì mình bắt ngang, sau đó bắt theo hình zig zag. Những bộ này sẽ được nối tiếp với nhau. Cái cột đầu tiên mình dựng lên. Tiếp theo thì mình sẽ bắt những cái thanh ngang của thanh bem. Vất vả nhất vẫn là chiếc giá đầu tiên. Đầu tiên thì mình sẽ căn chỉnh chiều cao của từng tầng, chiều cao so với nền đất. Công đoạn đầu tiên này thì cần khá nhiều người để căn chỉnh chiều cao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Sau khi bắt được giá đầu tiên rồi, những cái giá tiếp theo thì rất là đơn giản và nhanh thôi. Mình chỉ việc bắt lên và theo cái vị trí của giá trước. Mặt sàn bên mình thì sử dụng bằng gỗ chịu lực. Vì là tải trọng lớn nên là mình sử dụng gỗ chịu lực. Còn không, các bạn cũng có thể là sử dụng bằng tấm tôn phẳng sơn lên. Những công đoạn tiếp theo để lắp những cái giá tiếp theo thì rất đơn giản. Đây là công đoạn cắt gỗ. Gỗ này gỗ chịu lực. Gần như là cuối cùng để hoàn thiện một chiếc giá cao. Gỗ này chịu lực 12cm các bạn nhé. Bạn mua về của mình. Chú ý là trước khi đưa tấm gỗ lên thì chúng ta phải đặt những cái thanh nhỏ này nhé. Thanh nhỏ này gọi là support. Mình sẽ chia đều và đặt những cái tấm gỗ này lên. Các bạn lưu ý tấm gỗ này kích thước tiêu chuẩn của nó là 1m2 nên là 2m4, cái khoang của mình là 2m6 nên là 7m1. Vì vậy mình phải cắt thêm một cái tấm gỗ nhỏ đặt vào đây nữa và nó phải phát sinh thêm một cái thanh. Nhưng mà nếu
ty trách nhiệm hữu hạn IT System, địa chỉ ở Thần Chùa Cao Ninh,